Xin chào quý vị và các bạn. Theo nhận định của các chuyên gia dự báo thời tiết thì ngày hôm nay, miền Bắc lại đón một đợt không khí lạnh tăng cường mới. Kèm theo đó là sự tăng cường lệch đông của khí lạnh nên là mưa vẫn tiếp tục duy trì trên diện giải rác tới nhiều nơi. Và cá biệt chỉ có khu vực Lai Châu, Điện Biên và Sơn La do được địa hình của dãy Hoàng Liên Sơn che chắn nên là thời tiết hôm nay cũng như một hai ngày tới vẫn là khô giáo, ít mưa và chưa chiều có nắng. Mặc dù vậy thì nhiệt độ cao nhất ngày cũng sẽ tiếp tục giảm nhẹ. Còn đối với khu vực phía Đông do có mưa kèm theo khí lạnh về sâu nên là nhiệt độ cao nhất ngày cũng giảm xuống mức là từ 18 cho tới 20 độ và trời chuyển rét. Đối với khu vực miền Trung, hôm nay thì thời tiết từ Thanh Hóa cho tới Hà Tĩnh trời nhiều mây, cũng chịu ảnh hưởng của khí lạnh nên là mưa nhỏ liên tục kéo dài cả ngày và còn có xu hướng là mở rộng xuống phía Nam từ Quảng Bình cho tới Quảng Nam. Ở phía Bắc thì nhiệt độ cũng giảm và trời rét hơn ở Thanh Hóa và Nghệ An. Như vậy hôm nay thời tiết xấu sẽ mở rộng từ Thanh Hóa cho tới Đà Nẵng Quảng Nam. Còn tại phía Nam từ Bình Định cho tới Bình Thuận vẫn là ít mưa, thời tiết không có biến động, phổ biến nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 23 cho tới 30 độ. Thời tiết khô nóng và hạn kéo dài ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong nhiều ngày qua cũng chưa được cải thiện và tiếp tục trong hôm nay cũng như vài ba ngày tới vẫn là khô và không có mưa mặc dù hôm nay thì không khí lạnh phía bắc phần nào lan tỏa yếu xuống phía nam, tuy nhiên thì nền nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên cũng chỉ giảm nhẹ và giảm chủ yếu ở khu vực phía bắc như là Đắk Lắc hay là Con Tum, Pleiku. còn lại khu vực phía nam thì nền nhiệt giảm không đáng kể. Ngoài ra thì do vẫn chịu ảnh hưởng của hệ thống áp cao cận nhiệt đới hoạt động ở mực 5 km, biểu hiện thời tiết vẫn là ít tới quang mây, ngày có nắng sớm và nhiệt độ cao nhất trên khu vực Tây Nguyên vẫn dao động xung quanh ở ngưỡng là 29 cho tới 31 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, mức nhiệt này là từ 33 cho tới 34 độ. Tuy nhiên thì tình trạng độ ẩm sẽ có biểu hiện tăng nhẹ do trường Đông Bắc ngoài khơi hoạt động mạnh hơn. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau: thưa quý vị và các bạn giao thông đô thị trong cả tuần qua đều chịu áp lực lớn đặc biệt là vào đêm và sáng khi mà liên tục nhiều ngày qua là mưa nhỏ mưa phùn và cả sương mù dày tác động khiến cho giao thông bị ùn ứ vào sáng sớm rất nhiều tuyến phố của nội đô xảy ra tình trạng tắc đường. Khi mà trời mưa ẩm ướt thì các phương tiện di chuyển thận trọng. Để hạn chế tình trạng này thì quý vị có thể thu xếp công việc để đi làm sớm hơn khoảng 15 phút và nên lựa chọn những tuyến đường lớn, tránh đi vào những đoạn đường hẹp sẽ dễ gặp ùn tắc. Nhiệt độ hôm nay tại thủ đô Hà Nội được dự báo sẽ dao động trong khoảng là từ 16 cho đến 19 độ và độ ẩm là từ 82 cho tới 93% tại thành phố hải phòng là khu vực ven biển nên ngày hôm nay thời tiết có phần xấu hơn ngoài mưa nhỏ thì còn kèm theo cả sương mù và còn có mưa phùn vùng ven biển gió đông bắc cũng mạnh hơn do vậy mà các chuyến xe trọng tải vận chuyển hàng hóa di chuyển trên địa bàn thành phố hải phòng cần phải hạn chế tốc độ tập trung quan sát và chấp hành đúng luật lệ giao thông dừng đỗ trước hệ thống đèn đỏ hôm nay nhiệt độ từ chiều về đêm còn hạ thấp xuống ngưỡng là từ 15 cho đến 16 độ khá là rét vì vậy mà chúng ta cũng cần phải trang phục ấm áp khi ra đường Càng về trưa nhiệt độ tăng dần nhưng mà cao nhất trong ngày cũng không vượt quá mức đó là 18 độ và độ ẩm ở trong khoảng là từ 88 cho tới 95%. Thời tiết tại thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay cũng chuyển nhiều mây và dần có mưa từ chiều tối về đêm. Những sóng lạnh lan tỏa xuống khu vực khiến cho nhiệt độ giảm dần và dao động trong khoảng từ 22 cho đến 28 độ. Du khách ghé thăm thành phố trong hôm nay cũng nên chuẩn bị ô che mưa khi mà thời tiết đang có sự thay đổi. Ngoài ra thì gió đông bắc trên vùng ven biển sẽ mạnh dần lên ở mức là cấp 5, vượt ra ngoài kinh tuyến 110 độ sẽ ở mức là cấp 6, gây biển động và không còn thuận lợi đối với hoạt động hàng hải. Tiếp theo ngày hôm nay thì thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì trạng thái là ít mưa và ban ngày thì có nắng nhiều. Ánh nắng bừng lên từ sớm với ngưỡng nhiệt ở khoảng là từ 24 cho đến 25 độ. Đến trưa chiều thì nền nhiệt này còn được gia tăng rất mạnh và bật lên ở mức là 34 độ, có lúc còn trên 34 độ. Do vậy mà quý vị nên hạn chế tham gia giao thông hay là các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian này. Nếu có thì cũng cần che chắn hoặc là có những biện pháp phù hợp để bảo vệ tốt cho sức khỏe và luôn uống đủ nước. Thưa quý vị, đến với thành phố Cần Thơ, thời điểm hiện tại đang xảy ra khô hạn do rất nhiều ngày không có mưa, ngày nắng nhiều với tình trạng bốc hơi trên các ao hồ sông suối và canh rạch. Bà con cần có biện pháp tưới nước cho hệ thống cây ăn quả, đảm bảo vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, phòng ngừa mầm bệnh dễ phát sinh trong mùa nóng. Rau củ sau khi thu hoạch thì cũng cần được giữ đủ độ ẩm ở nơi thoáng mát, tránh bị khô héo sẽ giảm giá thành của sản phẩm. Ngày hôm nay thì nhiệt độ ở thành phố dao động trong ở khoảng là từ 22 cho tới 32 độ, không có nhiều thay đổi về chế độ nhiệt ẩm bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo